Nay đi thăm xây nhà, vườn của mình bữa nay xuống nụ hết rồi, xuống nụ 5 ngón tay. Xoài này với đậu đũa ăn này kia nhiều lắm. Xoài này chắc cũng có 10 tầm từng lưỡi nữa mình có cho bao à. Này xoài keo, xoài mà xuống nụ này kia mà trời nắng này kia là khỏi ra, mình cũng xịt ngừa bọ chỉ nữa. Ví dụ như tới cử này kia mình cũng pha bọ chỉ xịt mình ngừa theo bọ chỉ. Còn ví dụ như mà xài mà xuống nụ này kia mà trời mưa thì mình rửa nước mưa, mà mình rửa với thuốc này kia nhẹ nhẹ lại, ví dụ như vitamin với thuốc dưỡng này kia đó. Mình hạn chế xài mấy cái chất lớn trái này kia nghe. Lớn trái này kia ví dụ như G3 hay này kia mà mình pha quá liều này kia là xài sau này nó mình bao vô là nó bị đen, nó bị bong bong với cái đít, nó bị đốm đen, thuốc nó đọng lại cái dưới đít đó, nó bị đốm đen. Thường thường mình sử dụng thằng mấy thằng buông đòn này kia với thằng cũng G3, mà dòng G3 hàng của Thái nữa, mà mình xài nhẹ liều lắm, nên cho nó buông đòn nhanh. Xài mà ví dụ như xài mà trái chùm này kia là phải chiết, ví dụ như mấy chùm này nè mấy bạn nhìn thấy như nó lâu lớn lắm. Còn mấy trái mà ví dụ như có 1 trái 2 trái này kia nó lớn nhanh lắm. Xài vườn này xuống nụ đều hết trơn, xuống nụ này có mấy mưa này kia không kỹ này kia nè, bị dính nè. Nhưng mà nụ gì là cũng ok rồi. Mấy trái này mình lặt bỏ hết, với mấy trái chớp nhọn này mình lặt bỏ luôn. Còn ba trái này thì cái trái này đẹp mình chừa, trái này đẹp mình chừa, còn trái này mình bỏ luôn. Tiện trái là tiện phải thẳng tay, là tiện ví dụ như đùm năm sáu trái mà mấy bạn thấy trái nào cũng đẹp chứ, mấy bạn chừa là xài, mấy bạn đeo rồi đeo dính xài nhì với xì cốc liền. Một đùm xài keo này thường thường là tôi chừa 1 trái 2 trái, giỏi lắm là 3 trái nè. Ví dụ như cái đùm này phải không, ví dụ như cái đùm này là xài trái nè, 1 2 3 4 5 trái 6 trái, tôi chừa trái này với trái này, còn như tôi lặt hết. Chừa 2 trái à. Thường thường á, cái xài keo á, ví dụ như cái nguyên cái chùm bông này phải không, là thường thường cái nhánh này nè, nhánh này là trái bự, với nhánh này là trái bự, còn cái nhánh mà chót ăn sau này nè, với mấy nấy là trái ta toàn là trái nhỏ không. Mình nhân công mình cũng vậy, nên nhân công mình cho chiếc bao này kia mình cũng dặn này kia nè. Ví dụ như cái đùm này nè, một đống trái luôn thì mình chừa sao. Ví dụ như đùm này 3 trái, bỏ 2 trái còn trái. Cái đùm này trái nhỏ, cái đùm này nhánh nè nhỏ xíu nè, bỏ luôn. Cái đùm này trái chót nè, bỏ luôn. Cái đùm này 3 trái mình chừa 2 trái thôi, mình chừa 1 trái à. À, cái trái này nó bự hơn cái chọi trái này, bỏ trái chọi trái nhỏ, chừa trái hộp chọi lại, hộp chừa trái bự lại. Tiễn nói chung là tiễn cũng dễ đó.